Thời điểm này, không khí ngày mùa rộn ràng khi cánh đồng sen Trà Lý ở Đồng Lớn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang vào vụ thu hoạch. Từ khi chuyển đổi từ đất ruộng quang kém hiệu quả sang trồng sen, nông dân nơi đây có thu nhập cao, ổn định hơn. Ông Nguyễn Phước Bốn, 52 tuổi, ở thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên cho biết, khi thấy cây sen phù hợp với địa hình đất ruộng trũng, gia đình ông quyết định chuyển đổi hơn 5 sào đất lúa sang trồng sen. Mỗi sào ruộng, gia đình ông kế khoảng 30-40 mống sen giống. Tiền đầu tư mua sen giống khá rẻ, khoảng 10.000 đồng một mống. Cây sen dễ chăm sóc, chỉ cần cày xới đất, bón phân rồi xuống mống, chờ đến khi thu hoạch khoảng 4 tháng. Hạt sen tươi bốc tới đâu, thường dân thu gom hết đến đó. Sen hạt đầu vụ thường có giá rất cao, dao động 40-45.000 đồng một ký. Gia đình ông Bốn thu nhập khoảng 24 triệu đồng một vụ. Nghề làm cốm ở phường Tân Thành, thành phố Cà Mau có từ lâu đời. Có nhiều lúc nghề phát triển rất mạnh lên đến hàng trăm hộ, cũng có lúc là nghề chỉ còn vài chục hộ. Ngày nay, mặc dù thị trường có nhiều loại cốm, bánh mứt với mẫu mã đẹp và mới lạ được bày bán, thì cốm Tân Thành vẫn giữ được hương vị độc đáo và được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Để làm được những mẻ cốm ngon phải trải qua nhiều công đoạn và cần nhất là sự khéo léo của những người thợ. Đầu tiên là khâu chọn nguyên liệu, gạo để làm hạt cốm phải là loại gạo hạt dài. Trung bình 1 kg 8 gạo thì cho ra được 1 kg rưỡi cốm nổ. Sau đó những người thợ sẽ dùng hạt cốm thành phẩm để ngao thành bánh cốm. Hồi trước thì mình nghề này thì cũng làm được đâu 7 năm mà. 7 năm. Rồi trước mình quay bằng tay nè. Mà đó làm vậy thì nó có đồng lợi hơn. Có nghĩa là đồ đạc nó rẻ, giờ đồ đạc cũng hơi lên cao. Cực thì thấy trong lửa này tối ngày rồi. Mình phải gác chịu cực. Dặn nắp rồi phải cho kín cho đáo. Làm lâu lâu thì xấy ống lại, xấy cái nắp lại cho nó láng, không còn sượng để vô cái nó bị xì. Khi chảo đường chuyển sang màu vàng cánh gián thì cho cốm nổ vào và nhanh tay đảo đều để hạt cốm dính vào nhau. Sau đó đổ chảo cốm ngào ra khuôn vàng đều và chà lắng bề mặt. Khi sức nóng của cốm dịu xuống, người thợ nhanh chóng dùng dao cắt miếng cốm thành hình vuông có chiều dài vừa ăn. Và cuối cùng là gói bánh cốm thành phẩm, giao bọc ni lông, sao cho bánh đều và đẹp mắt. Mỗi kỳ một gia đình làm cốm có thể sản xuất được 40-50 ký cốm thành phẩm. Mỗi ký được bán ra thị trường với giá từ 50-55.000 đồng một ký. Cái này là cốm cổ hồi xưa. Hồi xưa đám rồi đó là mình hay làm, mình để làm đám, mình đẩy ra cho người ta ăn. Thì cái sau này cũng bỏ một thời gian, cái không ai làm nữa. Cái sau cũng nghĩ cách ra, người này người kia nghĩ cách ra để làm, nó bán thử. Gốc lại bán nó được quá, bây giờ làm nhiều người làm lắm. Giờ hồi đầu tiên là chỉ có cô với cái cô ngang đây làm thôi. Hồi đầu tiên thì mình cũng đi gửi huyện này tỉnh kia, rồi nhiều khi thậm chí cũng có nước ngoài luôn, nó cũng gửi tùm lum, Hà Nội, Tây Ninh, Bình Dương rồi ai đặt đâu thì mình gửi đó. Như đầu tiên là mình cho một chút nước vô, rồi mình mới bỏ đường vô, bỏ dầu vô cho nó sôi lên, mình bỏ hành, bỏ đậu phộng vào, rồi coi đường cho nó vừa, cái mình thể bỏ cốm vô rồi mình ngào trộn cho thật rất là đều. Nếu mà chọn không đều thì nó còn đường cục là ăn nó cũng không ngon nữa. Nó thấy vậy chứ nó cũng hơi khó. Rồi xong rồi làm sao nữa? Rồi mình mới trộn cho đều, mình đổ ra khuôn. Đổ ra khuôn rồi mình cắt ra miếng, rồi mình mới bỏ vào bọc vậy đó. Những tiếng đổ cốm vẫn vang lên đều đặn. Tiếng trăng đậu, mùi thơm ngào ngạt bay ra từ các mẻ nước đường gạo cốm, góp phần giữ vững làng nghề truyền thống tồn tại hơn 40 năm. Tại xứ Cà Mau này.